Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Nếu như các bạn cũng có những câu chuyện và muốn được tư vấn trên các video như thế này thì các bạn hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Sau đó các bạn kéo xuống ở phần giữa trang có Messenger, hãy để lại câu chuyện của các bạn ở đó hoặc liên hệ với mình để được tư vấn có phí nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn có chia sẻ như thế này: Em chào chị Toàn ạ, em đang rất đau khổ vì em mới chia tay, anh ấy là người nước ngoài. Chúng em mới gặp nhau 2 tuần trước ở Việt Nam sau 1 tháng trò chuyện qua Zalo. Anh ấy chỉ thăm em 1 tuần, anh ấy cũng thăm gia đình em ở Việt Nam. Chúng em cãi nhau hôm thứ 6 vừa rồi vì em có nói em bị HPV nguy cơ cao 31,39. Năm ngoái xét nghiệm, thay vì những chuyện khác thì anh ấy luôn hỗ trợ giúp đỡ em thì anh ấy lại mắng em rất nhiều vì biết có bệnh mà vẫn ngủ với anh ấy. Trong khi đó có lần hứng lên em còn không dùng bao nữa. Nhưng thực sự lúc gặp anh ấy em không nhớ việc mình bị HPV vì trước đó bác sĩ nói không sao, nó tự đào thải. Và tình hình sức khỏe của em không tốt nên em không hề nhớ luôn ạ. Sau hôm thứ 6 thì anh ấy gọi điện và chửi em một tràng thì em đã khóc ngay trong cuộc gọi đó. Nhưng anh ấy không biết. Em lặng lẽ nhắn là mình không thể tiếp tục còn trò chuyện và cúp máy. Anh nhắn lại là tất cả lỗi do em, làm sao mà bị bệnh đường tình dục như vậy mà lại nói là quên, là không biết, đại loại này như thế. Sau cùng thì em còn nói là có còn yêu em không, muốn rời em thật sao. Giờ những chuyện đã qua em không thể thay đổi được, thì anh nói cầu nguyện với Chúa để được tha thứ và cầu cho em không lây gì cho anh ấy vì anh ấy sẽ đi xét nghiệm ngay. Sau đó anh ấy block em và xóa số điện thoại của em. Qua WhatsApp thì nhắn tin nói đừng block em ở đây, thì anh nói leave me alone. Em thì em có gọi cho một cuộc nhưng anh không nghe máy. Hôm nay thứ 2 em nhắn tin WhatsApp thì anh block em rồi. Em lấy số điện thoại khác kết bạn trên Zalo thì sau đó 30 phút thấy xóa luôn tài khoản Zalo. Em lại phải nhắn trên nền tảng hẹn hò trước kia tụi em match nhau và có nhắn như chị chỉ. Đó là thực ra thì những hôm vừa rồi tôi vẫn chưa kịp để phản ứng với những chuyện chia tay này. Nhưng hôm nay sau khi đã suy nghĩ kỹ thì tôi cũng có đôi lời muốn nói với anh. Đầu tiên là tôi muốn cảm ơn anh vì đã cho tôi cảm nhận được một tình yêu chân thành. Tôi đã có cảm giác là mình thực sự được yêu và yêu đúng người. Thế nhưng bây giờ anh đang cảm thấy cái tình yêu đó nó cũng chưa đủ lớn để vượt qua tất cả thì cũng không sao cả. Vì trong suốt hành trình này, đối với tôi, đích đến của mình là có một tình yêu và hạnh phúc với một người đàn ông thực sự yêu tôi, muốn dành cả cuộc đời để ở cạnh tôi, bảo vệ tôi trước những sóng gió của cuộc đời. Và đây cũng là một trong những sóng gió ập đến nhưng mà anh đã lựa chọn để dừng lại, thì tôi cũng tôn trọng quyết định đó. Tôi không bao giờ miễn cưỡng bởi vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi tôi đến với cái đích hạnh phúc của mình với một người thực sự có thể chiến đấu vì tôi. Cho nên là tôi cũng chia sẻ như vậy để anh biết rằng ok, từ hôm nay anh đã hoàn toàn tự do rồi và tôi sẽ không đồng hành cùng anh trên con đường này nữa. Chị ơi, em rất đau lòng và vì em cũng thất nghiệp 8 tháng rồi. Anh đến như cứu rỗi em vậy. Giờ thì vì một chuyện nhảm nhí như vậy lại bỏ em và chúng em còn tính đến chuyện kết hôn các thứ. Mong rằng chị có thể giúp em quay lại với anh hay ít nhất là cảm thấy mình không thảm hại như bây giờ. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em thân mến, người ta bảo sóng gió thì mới thử thách lòng người, và một cái sự việc này thôi cũng đã cho em nhìn rõ được cái con người mà mới quen một tháng em đã muốn cười đấy. Cái vấn đề của em là em quá vội vàng, thực sự rất rất vội vàng khi bước đến một tình cảm. Và cái đó nó khiến cho một người đàn ông nghi ngờ em. Đầu tiên, nếu không có cái sự việc là em bị nhiễm HPV thì anh ta mọi thứ rất là tốt. Thế nhưng mà sau khi bị xong thì anh ta sẽ liên tưởng tất cả mọi thứ liên quan đến em và anh thấy anh ta sợ. Sợ là sao? Tại vì em là một cô gái mới quen anh ta được có 1 tháng, đã tính ngay đến chuyện kết hôn với anh ta, rồi bắt đầu là quan hệ luôn với anh ta khi anh ta trong cái lần đầu tiên anh ta đến Việt Nam thăm em, đúng không? Quá dễ để quan hệ này, lại cộng thêm bị bệnh mà người ta hay nói là lây qua đường tình dục này. Đó, nó khiến cho người ta nghi ngờ em. Và sau đó là tại vì người ta không biết nhiều về em nên người ta rất sợ, không biết cô này cô là người như thế nào. Biết là như thế rồi mà còn quan hệ với anh ta, đúng không? Đó, thực ra cái điều này nó đến từ cái việc là anh ta cũng không hiểu nhiều về em. Quen em chưa lâu nên là hoài nghi con người của em và anh ta sợ. Sợ không chỉ là cái căn bệnh này mà anh ta sợ là nếu em còn nhiễm những cái bệnh khác thì anh ta biết phải làm sao đây. Nên anh ta rất là sợ, anh ta rất là hoảng loạn. Bắt đầu nó bộc lộ ra bản chất của anh ta, bản chất ngay, đúng không? Đó, thì có những cái chuyện mà em nghĩ là bình thường,
Nhưng tại vì anh ta không đủ yêu em và chưa đủ tin tưởng em, cũng chưa đủ để thời gian hiểu nhiều về em để mà biết về em. Thành ra người ta rất là lo sợ như thế. Em ạ, em phải nhìn nhận là sau cái sự việc này mình nhận ra rằng anh ta không yêu mình nhiều như thế. Và thực sự nó như là một cái bước ngoặt ấy để em hiểu rằng đáng nhẽ là nếu không có sự việc này thì cưới nhau rồi đấy. Nhưng mà sự việc này nó xảy ra để cho em nhìn nhận xem cái người đàn ông này có nên là cái người mình gắn bó không. Bởi vì nếu anh ta không đủ yêu mình mà mình gắn bó mình kết hôn, sau này mọi thứ nó còn tồi tệ hơn nhiều cơ em ạ. Đó, mới quen nhau 1 tháng thôi, đừng có kế hoạch quá nhiều như thế, đừng có dễ dàng mà thao đi tình cảm của mình như thế em ạ. Còn phải thử thách chán, người ta còn phải thử để xem tình cảm người đàn ông như thế nào. Bây giờ em không cần thử mà em nhìn ra được bản chất của anh ta mà em còn thảm hại như thế, không bao giờ nên em ạ. Đáng nhẽ bây giờ em mắc bệnh như thế đúng không? Thực ra HPV thì cũng có khá là nhiều lý do, và một trong những cái lý do đấy mà người ta hay nói đến ấy đó là do quan hệ với bạn tình đúng không? Thì tại vì anh ta sẽ sợ em có quan hệ với người khác, mà sợ không chỉ căn bệnh này còn căn bệnh khác nên anh ấy mới sợ như thế. Cho nên là thực sự là cái này là một cái mà em cũng phải cân nhắc, em cũng phải phải biết, phải có kiến thức để bảo vệ mình và bảo vệ người bạn của mình, chứ không phải là không biết đâu nhá. Đó, bởi vì là tự nó đào thải đúng không? Thì trước khi em gặp anh ý rồi quan hệ thì em cũng phải xem lại xem là mình có cái bệnh như thế hay không. Đầu tiên chưa nói đến cái chuyện là người ta sẽ phản ứng như thế nào với em, nhưng ít nhất mình phải có ý thức bảo vệ mình và bảo vệ đối phương chứ đúng không? Đó mà em lại còn đòi không có dùng bao nữa, đó thì lại càng cho làm cho người ta sợ hơn. Bởi vì tại sao cô ấy đã mắc bệnh như thế rồi lại còn không dùng bao, có phải cô cố tình hại mình không? Và cái suy nghĩ là em cố tình hại anh ta nó khiến cho anh ta rất là tức giận là như thế. Cho nên bây giờ sau khi mà em nhắn được cái tin mà đấy thì thôi, chị cũng thấy là nó khá là ổn rồi đấy. Đấy, nó cũng khá là giá trị rồi đấy. Nhưng cái điều quan trọng là nhắn được là phải làm được, chứ không được phải là nhắn để cho vui, cho hay thôi. Còn đâu cái việc là bây giờ em nhắn như thế là đúng rồi. Sau này mà khi anh ta có liên hệ lại với em thì em cũng không được phép dễ dàng quay lại. Bởi vì em phải hiểu rằng sau cái sự việc này em đã nhận ra bản chất anh ta có phải là một người sẽ gắn bó cùng em không. Không, vừa mới có sự việc này đã sợ quá, đã chạy mất dép rồi. Thế thì với những cái sóng gió của cuộc đời, dù em bị bệnh, bệnh này bệnh nọ thì anh ta sẽ bỏ em à, đúng không? Đó, căn bản nữa là gì? Em yêu một người nước ngoài và yêu qua app. Cái thứ nữa là bọn em không hiểu nhau lâu, chưa quen nhau lâu. Mà cái này phải rút kinh nghiệm cho mình, kể cả em đã từng quan hệ với bạn trai rồi, nhưng lần sau nếu có bạn trai, nhớ cho chị không được dễ dãi trong chuyện đó nhá. Và cả với anh này, cái sau này nếu em có quay lại với anh ta đi chăng nữa, không được dễ dãi cho đến khi cưới. Làm như vậy đi, cho đỡ phải nghĩ ngợi nhiều nhá. Ít nhất là người ta thấy em khó, người ta biết rằng cô gái này không phải là cô gái dễ dãi. Kể cả ngày xưa cô ấy từng quan hệ với người yêu cũ của cô ấy rồi, nhưng mà không phải vì như thế mà cô ấy dễ dãi trong cái chuyện tình cảm, thì người ta sẽ càng trân trọng mình hơn. Chứ chứ không thể làm như này được, đã trao thân sớm, đã cho người ta cái thứ quý giá đấy rồi, xong rồi về lại còn bị chửi bị mắng cho. Em có thấy em bị xúc phạm không? Đúng không? Rõ ràng là thì cũng do là em vô tư, người ta cũng có thể mắng, người ta giận nhất thời nhưng người ta không có quyền xúc phạm em. Bởi vì nếu như em thực sự là một cô gái cái tốt thì em không đáng bị đối xử như thế nhá. Có điều là phải biết bảo vệ mình đấy. Nói chung là bị bệnh thì không ai muốn cả, đúng không nào? Và đây, những cái lúc bị bệnh là cái lúc mà nhìn nhìn ra ai là cái người tốt với mình, được không em? Còn nếu người ta không thể đồng hành cùng mình thì thôi, mình tiễn luôn, có cái gì đâu, có gì để tiếc đâu. Tiếc là tiếc một cái người đàn ông yêu thương mình, gắn bó cùng mình, trải qua sóng gió cùng mình, chứ còn một người đàn ông chỉ nói vài câu động viên hời hợt thì làm cái gì, đúng không em? Đó, xong rồi thấy gặp sóng gió một cái chạy chạy mất dép như thế này thì tôi tiễn luôn chứ có cái gì đâu. Đáng nhẽ không bị bệnh còn người ta còn phải lấy bệnh ra người ta thử để xem là anh có yêu mình thật lòng không. Còn đây mình bị xong rồi mình thấy luôn cái bộ mặt thật của anh ấy thì còn có gì để mà tiếc nữa, đúng không nhá? Cho nên bây giờ là việc của em là gì, nhắn xong cái tin đấy rồi ok, xóa mọi thứ đi, không có liên hệ gì với anh ta nữa nhá. Còn nếu mà anh ta không bao giờ liên hệ với em nữa thì em phải vỗ tay chúc mừng mình đi, và may quá mình chưa cưới cái anh này, may quá mọi thứ nó chưa tiến quá xa nhá. Chứ đừng nghĩ rằng anh ta là một điều may mắn xong bởi vì chuyện này mà rời xa em, không nha nhá. Để em nhận ra người đàn ông có phù hợp hay không đấy. Còn sau này khi em liên hệ với em thì tuyệt đối không bao giờ được phép dễ dàng tha thứ, phải có lòng tự trọng thì người ta mới tôn trọng được. Em không đáng bị đối xử như thế, đúng không? Bởi vì thực sự đúng đúng là bản thân em cũng vô tư, là lúc đó em không có nghĩ gì, bởi vì bác sĩ bảo nó sẽ tự đào thải mà, đúng không? Thì không phải chữa thì em cũng nghĩ là chuyện bình thường thôi.
Nên chị nghĩ rằng nếu mà anh ta kiểm tra và anh ta không có bị làm sao, mọi thứ ok, ổn thì có lẽ là anh ta cũng sẽ không có tức giận như thế. Chị nghĩ là do cái tâm lý anh ta là anh ta sợ đấy, anh ta sợ bệnh. Anh ta không hiểu về em, sợ em là kiểu con gái kiểu như là dễ dãi ấy, xong rồi có bệnh này bệnh kia ấy. Thế nên anh ta mới sợ đó. Nhá, anh ta mới phản ứng dữ dội như thế. Nhưng không sao, thôi mình biết bộ mặt của anh ta rồi thì thôi điện anh ta thôi, chứ không có gì phải nghĩ ngợi cả. Sau này anh ta có quay lại thì cũng không dễ dàng để quay lại với anh ta. Đấy là cái điều mà em cần phải làm được nhá. Còn nếu mà anh ta không quay lại thôi tiễn luôn, không có gì để tiếc cả. Quen có một tháng đã tiến tới đủ thứ rồi, xong rồi động một cái là bỏ đi thì cũng có, đấy có phải là tình yêu thực sự đâu. Đúng như em nói trong cái tin nhắn đấy, em sẽ tiếp tục trên hành trình tiến tới hạnh phúc của mình và có hạnh phúc với một người đàn ông thực sự yêu thương em nhá. Và chị nghĩ rằng có một khóa học rất quan trọng với các bạn, có tên là bản lĩnh yêu, bản lĩnh sống. Để bất kỳ một sóng gió nào cũng không thể vùi dập được các bạn, mà nó chỉ có thể khiến cho các bạn mạnh mẽ hơn để tiến tới hạnh phúc của mình mà thôi. Để tham gia khóa học bản lĩnh yêu, bản lĩnh sống, các bạn hãy lên Google gõ toanhnguyenhanhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, sau đó các bạn kéo xuống có khóa học bản lĩnh yêu, bản lĩnh sống, đăng ký càng sớm càng tốt nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.